mới thì em luôn chúc quý cô chú anh chị và các bạn ngày mới có được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình. Thì hôm nay cả nhà thì là ngày đầu tiên của em đi xuống lại tại vùng biển La Di luôn. Thì mấy bữa trước em có về quê á, hôm nay là ngày đầu tiên em đi biển lại này cả nhà. Thì hiện tại ghe em chỉ đi 4 anh em thôi. Có anh Phi, anh Kỳ, em trưởng và em. Hôm nay thì ghe em chỉ đi vỏn vẹn 4 anh em, không còn ai nữa đâu cả nhà. Thì ngày đầu tiên thì em không biết nói gì hơn quá cả nhà. Hiện tại ghe em chạy ra ngoài này nè, chị em không biết là chạy đi chỗ nào luôn. Đây chị thấy có mấy cái ghe dạp thùng luôn này. Hôm nay em cảm thấy có gió nha, có gió cả nhà. Và thôi em xin ngưng nha, để em dùng cơm vào buổi sáng cùng những anh em luôn. Em cũng mời cả nhà mình cùng dùng cơm vào buổi sáng luôn nha. Đây này, ghe em hiện tại đang dọn ra ăn này cả nhà này. Ghe em cũng đã tới nơi rồi cả nhà. Bà này, cả nhà này. Bà thì cách khoảng tầm từ trong bà cả nhà chạy ra chỗ lặn chỗ em thì khoảng tầm 4 lý thôi. Độ sâu thì 10 mét. Cũng khá là cạn luôn cả nhà. Những anh em thì cũng đã nhảy hết rồi, ba đầu rồi. Và thôi em cũng sẽ ra và mang về nhảy luôn nha. Rồi em cũng đã xong hết rồi nè. Em mời cả nhà theo những anh em của em cũng như theo em để đi săn bắt hải sản ở đại dương nha. Thì em chủ yếu đi săn bắt hải sản thì những con hải sản á nó chui xuống dưới cát thôi. Nhiều khi em có nói lộn á, em xin cả nhà thông cảm và bỏ qua giùm cho em nha. Nước này thì cũng cạn thôi, em xì tay thì 2 phát 3 phát tới chỗ thôi, em cũng đã đắp đất rồi này. Đây là những cái lỗ của con sò móng tay này, nó còn có tên gọi là ốc móng tay nữa đó. Em thọc thử có thử bắt được không, chắc em nghĩ sẽ không bắt được đâu. Em phát hiện con mèo nước nè, nó đang di chuyển. Đây rồi, em phát hiện một cái mánh ghẹ này, đầu tiên của em này. Không biết là ghẹ gì đây. Ồ, một con ghẹ nhàng, đầu tiên của em luôn. Em mới bắt được một con ghẹ xong thì em lại phát hiện một con bạch tuộc này, nó đang trốn ở dưới này nè. Còn đây là con lịch nè, em thấy nó khá là to luôn. Nó chỉ chủ yếu là đưa cái đầu như thế này thôi, chứ nếu mà bắt lên thì nó có dài lắm nha. Nó khoảng cỡ 1 mét, hoặc là 1 mét mấy đó. Đây rồi, em phát hiện thêm một cái mánh ghẹ nữa nè. Không biết là ghẹ gì đây, tại vì nó nằm ở dưới cát cả nhà, nên là mình không nhận dạng ra nha. Đây nè, đây cũng là một con ghẹ nhàng nè, có chỗ thì gọi là ghẹ xanh nữa cả nhà. Con thứ hai của em luôn. Em thấy có một con bạch tuộc nè. Bạch tuộc này thì ở quê em hay gọi là bạch tuộc cát. Nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Chỗ này em thấy thêm một con nữa nè. Đây em có phát hiện cái con này nè cả nhà này. Nó tự như là một con hải sâm vậy. Còn em hỏi mấy anh ở Trung Thiền, mấy ảnh kêu không biết luôn nha. Chắc em nghĩ hải sâm thôi. Hải sâm thì nó có nhiều giống loài lắm cả nhà. Đây hải sâm này thì thương lái không mua nha, em cũng không bắt luôn, chủ yếu là ghi hình cho cả nhà mình cùng xem đó.
Chỗ này em thấy có một đám dạng nhỏ này cả nhà này, nó chỉ nằm lúp lúp thôi, nó không có cái gì ở trên đâu. Đó, nó là đá nguyên thủy nha, chứ không phải là ngư dân bỏ xuống đâu. Đây, em mà thấy có một con ốc tỏi ở chỗ này nè. Wow, một con ốc tỏi vàng. Còn đây là dấu đường của con ốc đá này cả nhà. Hình như em đi bữa đầu tiên thì hơi bị nghẹt mũi rồi. Em thấy có một con mực nang này, em sẽ bắt nha. Thì mực nang cỡ này thì sổn rồi. Đây, đây là con cá lưỡi tâu nè cả nhà. Em sẽ đo thử cho cả nhà xem nè, nó bự như thế nào nè. Đó, nó gần 2 gang của em luôn. Con này to lắm. Một gia đình đó cả nhà, mà ăn mà ba người đó, có một em nhỏ thì ăn con cá này là vô tư luôn nha. Cá này thì nấu hành ngò hoặc là kho tiêu á cả nhà, ăn cực kỳ là ngon luôn. Đó, to đến như thế đó. Thì em chủ yếu quay cho cả nhà xem thôi, chứ em cũng không bắt nha. Em tưởng con cá nó chết không, ai nhè em chạy tới lại thì nó chạy mất tiêu luôn. Còn đây là cái mánh của con ốc tỏi vàng nè. Cái vòi của nó thì đã sụp xuống rồi. Em thấy có một con bạch tuộc nữa nè. Em thấy con bạch tuộc này nó đang ấp trứng nè cả nhà. Thì bạch tuộc thì ấp trứng chủ yếu là em không bắt nha. Em thấy nó rất là hay luôn. Khi mà nó ấp trứng như thế này nè, nó sẽ ấp cho con tới khi con nó nở luôn nha. Nó không ăn luôn. Nó ấp xong rồi nó sẽ chết. Em thấy nó rất là hay luôn. Em không bao giờ bắt một bạch tuộc có trứng như thế này đâu. Em thấy chỗ này có dạng nữa nè. Dạng ở chỗ này thì nhỏ nhỏ thôi, nó không to bằng những dạng ngoài kia nha. Wow, những cái con này á cả nhà, thì em không biết cái tên gọi của nó đâu. Em có hỏi mấy anh đi trước cũng không biết luôn. Đây, em thấy có một con điệp này. Điệp này ở quê em hay gọi là điệp xếp. Điệp này khá là to luôn. Nếu mà ở quê em thì từ 80 đến 100 ngàn một ký đó cả nhà. Còn ở đây thì em không bắt nha. Tại vì nó có một hai con bắt lên cũng không làm gì cả. Cá mú này cả nhà này, cá mú thì hay chui ban ngày á, thì chui như thế này nè. À, em thấy có một con bạch tuộc trốn ở chỗ này nè. Đó, nó đang nằm trong hốc đá này nè. Em sẽ bắt ra cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái móc thì em không móc mạnh đâu, em móc nhẹ nhẹ thôi để nó chui ra. Nếu mà mình móc lủng á cả nhà, nó sẽ chui vô trong đó luôn. Wow, em cảm thấy khá là may mắn luôn nè. Mới được gặp hai con ốc tỏi chung một lúc như thế này nè. Hình như là em thấy một con ốc tỏi đằng trước nó đang chui xuống dưới cát lại nè. Còn con ở ngoài sau thì em không biết nó đi theo làm gì luôn. Đó cả nhà, thấy không? Khi con ốc tỏi nó mà chui xuống cát á, thì cái vòi trắng trắng nhỏ nhỏ của nó sẽ đưa lên như thế này nè. Đó. Đây, bên đây cũng có một cái vòi của nó nữa nè. Ồ, em thấy chỗ này có một cái mánh khá là to luôn. Hình như là con ốc giác. Ồ, đúng luôn. Cái vòi đen đen nè. Những con ốc giác á, thì cái vòi của nó thì màu đen, nhưng mà cái mánh của nó thì to hơn nha.
thì ở quê em hay gọi là ốc dâu, có nơi thì sẽ gọi là ốc sắt nữa đó cả nhà. Con này em nghĩ sẽ tầm 3 lạng đấy. Đây em phát hiện dấu đường của con ốc đá nè, một con ốc đá trắng tinh luôn. Em thấy có một cái mánh của con ốc hương này. Wow, quá đã luôn. Con này thì cũng được vài chục ngàn đó cả nhà. Em thấy có một con sò mai sọc này ở chỗ này. Em phát hiện thêm một con ốc tỏi vàng nữa. Đây em gặp dạng nữa nè cả nhà này. Hòn dạng này nó cũng thư thư thôi, nhưng mà em thấy có cá về ở này. Đó, đây là con ốc mượn hồn này. Em nhìn thấy nó cũng có màu sắc nữa. Quay cho cả nhà xem. Còn đây là con sò mai xanh này. Ở quê em á thì hay gọi là mai giấy, nhưng mà mai xanh thì nó sẽ có giá hơn mai sọc nha. Wow, khá là to luôn. Ghẹ này cả nhà này, đây là con ghẹ mặt trăng này. Nó lành lắm luôn. Đây là con lịch nè. Nó như một con rắn vậy. Ù, cái gì đấy? Ù, nó lấy cái đuôi của nó chui xuống cát này cả nhà. Wow, khá là hay luôn. Em xin giới thiệu với cả nhà, đây là em trưởng này. Ô, em trưởng có bắt được một con cá này, một con cá lưỡi tâu này. Ô, khá là to luôn. Em trưởng thì mới năm nay 16 tuổi thôi, mấy đi làm rất là sớm luôn. Em phát hiện một con ốc bông này. Ở quê em thì hay gọi là ốc giấy. Nó nằm như thế này luôn. Em nghĩ là nó chui xuống cát không được hay sao ấy này. Em phát hiện thêm một cái mánh ghẹ nữa này. Khá là to luôn. Wow, một con ghẹ nhàng. Ghẹ nhàng thì là giống loài ghẹ đực đó cả nhà, còn có tên gọi là ghẹ xanh. Đây em sẽ để cái cam xuống này nha, để em băng càng lại đã. Em rất sợ luôn, mới sáng sớm thôi nó kẹp em một phát mà em ngán luôn, tại vì em không băng những cái đầu ngón tay lại đó cả nhà, nó kẹp xịt máu khá là đau luôn. Đây nè, em băng xong rồi nè. Ghẹ này thì cũng được ghẹ nhì, họ là ghẹ nhất đó. Còn đây là trứng mực nè. Trứng mực của con mực ống cả nhà, họ là những con mực lá thôi. Trứng này thì sắp nở rồi nè. Đó, ở trong nó có những đứa con nhỏ 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 đó. Đây rồi, em lại phát hiện một con bạch tuộc nữa nè. Đây,
Em thấy một con sò mai xanh nằm ở chỗ này nữa nè. Sò mai xanh thì hiện tại giá dao động từ 60 đến 80 ở cả nhà. Còn đây là cái mánh của con sò sữa này. Wow, khá là to luôn. Em không bắt nha. Con này em thấy đầu tiên này, sinh vật lạ này. Em hỏi mấy anh ở chung ghe, hỏi mấy anh con gì mấy anh cũng không biết luôn. Còn đây là con cá đuối ghim này cả nhà. Cá đuối ghim thì chủ yếu sống mỡ ăn mới ngon nha. Wow, chỗ này có thêm một con bạch tuộc nữa nè. Wow, quá đã. Đây nữa nè cả nhà nè. Thêm một em nữa nè. Ồ, nó biến cái màu như thế này là định chảy nè. Lại thêm một em nữa nè, quá đã luôn. Em phát hiện thêm một sinh vật lạ nữa nè. Ở quê em thì không ai biết cái tên của con sinh vật lạ này đâu. Đây, em thấy thêm một con ốc tỏi vàng nữa nè. Thêm một con nữa nè. Cái vòi của nó đó cả nhà, nó nhỏ thôi nhưng mà con ốc thì nó sẽ sổ nha. Ốc hiện tại thì có giá hơn từ 200 đến 220 ngàn một ký luôn. Còn đây là cái mánh của con ốc mỡ xám nè. Ở chỗ này em lại phát hiện một mánh ghẹ nữa nè. Em lại phát hiện sò mai sọc nè. Wow, lại là bạch tuộc nè. Bạch tuộc á cả nhà, mà nằm trong vỏ ốc như thế này á, em rất sợ nó đang ấp trứng nha. Đó, em sẽ coi cẩn thận luôn. Nếu mà ấp trứng thì em sẽ không bắt nha. Rồi, con này đã ấp trứng rồi nè, em sẽ chôn lại nha. Đây rồi, em thấy có một cái mánh ghẹ nữa nè. Một con ghẹ nhàng nữa. Ồ, những cái càng của nó cả nhà, nó bén lắm. Nó mà kẹp cái là xịt máu thôi. Em thấy có đường dấu ốc mỡ nè. Đây, em thấy có một cái mánh ghẹ nữa nè.
nó nằm rất là khó thấy luôn. Một con ghẹ so, ghẹ so thì là giống loài ghẹ mái nha. Đây là cây hoa đá biển này cả nhà này. Em không hiểu lý do vì sao nó nằm ở chỗ này luôn. Hoa đá này thì chủ yếu mọc ở dạng nha, nhưng mà em thấy nó khá là đẹp luôn. Em sẽ lấy lên nha, lấy lên để hỏi mấy ảnh thử như thế nào. Còn không thì em sẽ lấy về trưng. Em thấy nó cũng khá là đẹp luôn. Đó, hình như là em nghĩ chỉ có giả cào mới đứt thôi, chứ thật ra thì cũng khó bẻ gãy lắm á cả nhà. Ồ, khá là đẹp luôn. Đây là cái mánh của con ốc muỗng nè. Ở quê em á thì hay gọi là ốc muỗng. Đó, ốc muỗng thì nó như thế này. Ồ, một con bạch tuộc nữa kìa. Đây, em sẽ bắt một con bạch tuộc. Ồ, có một con sò mai sọc nữa. Kế bên luôn. Wow, quá đã. Lại là một con sò mai sọc nữa. Wow, quá đã luôn. Sò mai sọc thì giá nó thấp lắm cả nhà, nó chỉ 40 đến 50 thôi. Còn đây là những con sâu lông biển nè. Em lại phát hiện một con sò mai xanh nữa nè. Ghẹ nữa nè. Ồ, cũng là một con ghẹ nhàng. Wow, khá là to luôn. Ồ, hình như em thấy nó hơi ốp rồi nè. Cái mánh của con ốc mỡ xám này cả nhà. Đây là cái dấu đường của con ốc đá nè. Em thấy bạch tuộc nữa nè. Bạch tuộc thì em thấy cũng có lai dai nha. Giờ này thì ghe em cũng đã kéo về chạy vô này cả nhà này. Đó, đã bỏ dây đá không hết rồi. Và thôi, em cũng xin lên luôn nha. Em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video của em đến đây nha. Đây, 1 giờ 14 phút rồi nè. Thì làm ít lắm á cả nhà. Đây, chỉ có chục con ốc bỏ ra cả nhà à. Được một xu mai với bạch tuộc với một con ốc hương này cả nhà này. Vậy thì nhớ anh em sẽ dắt ở ngoài đây nè. Đây,
vậy thì sẽ dắt dòng sóng như thế này nè. Vậy đó nha. Ô, anh Phi, anh Phi, cá ngựa á, cho em coi đi. Anh Phi bắt được một con cá ngựa cả nhà. Trời này, hồi sáng hơi có gió một xíu, bây giờ thì không có gió, êm khô luôn. Đó. Thì những anh em cũng làm được một xô. Một xô như thế này. Còn lại sò thì ít lắm cả nhà. Bye cả nhà nha. Đây cái này, ghẻ nữa nè. Ghẻ.